À Thiêu này, bố đi công tác vài hôm, con ở nhà nhớ nghe lời cô biết chưa? Dạ, vâng ạ. Bố đi nhá. Ông chủ đi làm ạ? Ừ. Hà Tiêu, cháu không chuẩn bị đồ để đi học ạ? Hà Tiêu, cháu không nghe cô nói gì à? Cô nghĩ cô là ai mà cô bắt cháu đi học? Bố cháu đã giao cháu cho cô rồi, nên cháu phải nghe lời cô chứ. Bố cháu đi làm còn chán mới về, mà cháu chuẩn bị đi chơi rồi. Mà cô đừng nói gì với bố cháu đấy. Ơ, cháu phải đi học mà, tại sao cháu lại đi chơi? Đấy là việc của cháu, cô quan tâm làm gì? Bố cháu thuê cô về để làm giúp việc, chứ không phải là mẹ cháu. Mà thôi, cháu đi đây. Cháu dậy đánh răng rửa mặt đi, rồi còn đi học, để cô gấp chăn cho. Sao ạ? Hà Tiêu được có 5 điểm rồi ạ? Dạ. Vâng, tôi cảm ơn cô ạ. Chết rồi. Dạ, con chào bố ạ. Hà Tiêu, con vào đây. Con hành kiểu gì mà làm bài kiểm tra được có 5 điểm? Con làm bố quá thất vọng. Ông chủ, là lỗi của tôi, dạy bảo con bé không tốt. Ông muốn trách thì hãy trách tôi đi. Bố không phải xin cho nó. Bố để con thừa thốn cái gì không mà con học hành như vậy? Tôi có đi ra ngoài đi. Con để cho tôi cốc nước. Dạ vâng ạ. Cô đâu ơi, ở đây tôi nhờ tí. Có chuyện gì vậy ông chủ? Cô vào đây đi. Dạ, có chuyện gì vậy ạ? Dạo này Hà Tiêu ở nhà thế nào? Con bé nó có ngoan không cô? Dạ, con bé nó ngoan lắm ông ạ. Dạo này công việc của tôi cũng bận, không có thời gian chăm sóc cho Hà Tiêu. Nhờ cô chăm sóc con bé giúp tôi nhé. Dạ, ông cứ yên tâm đi ạ. Tôi ở nhà sẽ chăm sóc tốt cho con bé. Cô cũng biết rồi đấy. Cách đây 15 năm, người ta bỏ Hà Tiêu trước cửa nhà tôi. Tuy con bé không phải là con ruột, nhưng tôi vẫn dành hết tình cảm cho nó, không để nó thiếu thốn một thứ gì cả. Vậy nên tôi nhờ cô chăm sóc cho con bé và dạy dỗ con bé lên người. Dạ vâng, tôi hiểu mà. Cô cũng biết rồi đấy, vợ tôi vừa qua đời thì Hà Tiêu đến với tôi, nó như một món quà vậy. Nên tôi không muốn đi thêm bước nữa. Sao lại vậy chứ? Tại sao mình không phải là con ruột của bố? Cô em, trời mưa này đi đâu đấy? Anh bỏ ra! Làm gì mà nóng thế? Bỏ ra! Ý! Anh làm gì vậy? Đi đâu đây? Anh bỏ ra! Anh có tiền là tôi hét lên không? Hà Tiêu ơi! Cháu đâu rồi? Hà Tiêu ơi! Thank you.
Tiêu, con có thể gọi cô một tiếng mẹ không? Hóa ra cách đây 15 năm người ta bỏ hạt tiêu trước cửa nhà tôi. Đúng vậy, 15 năm trước chính mẹ là người đã để con ở nhà bố chung. Xin lỗi con, tất cả là lỗi của mẹ. Con phải nhớ đối xử với bố con thật là tốt. Con nhớ phải sống thật tốt đấy, biết chưa? Mẹ, mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ cố lên, mẹ đừng bỏ con. Con sẽ sống thật tốt. Mẹ ơi. Mày chạy à? Anh ơi, anh ta cho em với ạ. Ha, loại trộm cắp như mày á, ha làm sao được? Anh ơi, anh ta cho em.